Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Yeah, hallelujah. Tôi xin thân ái gửi lời chào mừng đến tất cả quý ông bà chị em, quý con cái Chúa ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Một buổi sáng tốt lành để chúng ta được đến với Chúa và thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa. Thưa quý ông bà chị em, cuộc sống của chúng ta nằm ở trong tay của Chúa. Hiện tại lẫn tương lai, Đức Chúa Trời là đấng tẩy trị trong tất cả mọi sự, trong mọi hoàn cảnh. Và chúng ta là người tin Chúa, chúng ta hãy chọn tin cậy Chúa, quý ông bà chị em. Về những lo lắng dự định ở trong tương lai, chúng ta hãy chạy đến với Chúa và tìm kiếm Chúa. Và mọi câu trả lời đúng đắn nhất trong cuộc sống của chúng ta đều đến từ nơi Ngài. Chúng ta đừng chạy theo những cái bói khoa hoặc là tử vi hoặc là đồng cốt, bởi vì những điều đó đến từ tà thuật của ma quỷ. Lời của Chúa chép ở trong Matthew đoạn 28 câu 11 rằng đoạn 11 câu 28 rằng là hỡi những kẻ mệt mỏi gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Mỗi khi chúng ta có gánh nặng nào đó, chúng ta hãy đến tìm Chúa. Và Chúa sẽ cho chúng ta được sự bình an, sự no thỏa ở trong đời sống của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 10 cho đến câu 11, lời của Chúa chép rằng là hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Lời của Chúa nói rằng là có những điều vô ích của sự tối tăm mà chúng ta không nên tham dự vào. Và buổi sáng nay tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là bói toán, đồng cốt và gọi hồn theo quan điểm Kinh Thánh. Thưa quý bà chị em, một trong những lý do khiến cho nhiều con cái Chúa, một số con cái Chúa, chúng ta đã tin Chúa nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận mình chưa được giải cứu khỏi những cái quyền lực của tà thuật ma quỷ, nhất là những gì mà chúng ta đã làm ở trong lúc mà chúng ta chưa tin Chúa trước đây. Đó là những cái tà thuật bùa chú và những giao kèo với ma quỷ mà chúng ta chưa ăn năn và chưa cắt đứt nó. Một trong những điều mà con cái Chúa ngày hôm nay chúng ta còn mơ hồ, đó chính là tội lỗi của chúng ta thì Chúa Ngài xóa sạch. Nhưng về những cái giao kèo, những cái giao ước giữa chúng ta với ma quỷ ở trong quá khứ, thì chúng ta cũng cần phải giải quyết bằng cách đó là chúng ta xưng nó ra trước mặt Chúa và cắt đứt nó. Sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ thì mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được Chúa Ngài bôi xóa bởi huyết của Chúa Giêsu. Nhưng mà về những giao kèo, tức là những giao ước đó quý mài cho em, thì nó giống như là những tờ giấy nợ. Nó giống như là những tờ giấy nợ mà con cái Chúa chúng ta cần phải cắt đứt nó, để nó không trở thành một cái sự kiện cáo hoặc là một cái sự trì kéo trên đời sống tâm linh của chúng ta trong quá trình mà chúng ta đi theo Chúa. Buổi sáng nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái chủ đề này. Tiếp theo cái chủ đề mà tôi trong những lần trước tôi có chia sẻ về chống trả lại những cái quyền lực của tà thuật bùa chú. Và sau những bài chia sẻ lần trước thì có những con cái Chúa chúng ta ở xa, chúng ta cũng liên hệ với tôi, nhưng mà tôi thì trong cái khả năng của mình không thể nào trả lời hết được tất cả những tin nhắn, không thể cầu nguyện được cho tất cả những anh chị em chúng ta nhắn tin cho tôi. Trong tuần vừa qua thì có khoảng gần 20 người nhắn tin gọi điện, rồi tôi cũng không thể nào mà trả lời xuể được. Xin quý vị cũng thông cảm cho tôi, nếu anh chị em chúng ta nghe bài giảng này thì cũng bỏ qua nếu tôi có thiếu sót gì ở trong sự trả lời tin nhắn của quý vị. Và nếu mà chúng ta cần được giúp đỡ trực tiếp thì thay vì chúng ta tìm đến với mục sư Trương Tuấn thì quý vị có thể tìm đến với Đức Chúa Trời của mục sư Trương Tuấn ở tại Hội Thánh Ngũ Tuần Rema, số 36/9, quốc lộ 22, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì quý vị sẽ được giúp đỡ khi mà quý vị đến tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và luôn luôn có những nhân sự, những anh chị em, nhất là gia đình của một sư bố sẽ giúp đỡ cho quý vị, cầu nguyện cho quý vị. Amen, không quý mài chị em. Dạ, Chúa được vinh hiển trong tất cả mọi sự. Dạ, cả bộ thánh ở đây sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho những anh chị em nào tìm kiếm Chúa. Và nhớ nha quý vị nha, phải tìm kiếm Chúa thì Chúa mới giải cứu. Tìm kiếm con người thì con người không thể giúp đỡ cho quý vị. Đức Chúa Trời Ngài biết được đức tin trong lòng của chúng ta. Có nhiều người họ chạy đến họ tìm kiếm con người, nhưng mà cho dẫu tôi cố gắng, tôi cầu nguyện cho những người đó hết cả nước miếng, khô cả miệng, nhưng mà cũng không có phép lạ gì xảy ra cả. Cho nên quý vị ơi, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và tôi chỉ rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Và nếu quý vị nghe lời của Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng khao khát và tin cậy Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta có thể rời chạm đến trùng áo của Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh là ba ngôi Đức Chúa Trời quyền năng giải cứu chúng ta. Con người chỉ là ống dẫn mà thôi, quý mài chị em.
Quý vị đã sẵn sàng để chúng ta nghe lời Chúa chưa ạ? Dạ. Trước hết thì trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Công vụ đoạn 17 câu 26. Lời của Chúa nó rõ ràng với chúng ta rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian cuộc đời và cũng như chỗ ở của chúng ta đã được Chúa định trước. Và tiếp tục ở trong Thi Thiên đoạn 139 câu 15 cho đến câu 16, vua David đã nói thế này: khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chiều nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày. Cuộc đời của chúng ta trước khi chúng ta sinh ra thì Chúa đã định sẵn rồi, quý bà chị em. Chúng ta sống bao nhiêu năm, chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta làm gì, ở Việt Nam hay ở Mỹ hoặc là ở Úc hoặc là ở châu Âu, tất cả mọi thứ đó Chúa đã định trước rồi, quý bà chị em. Cho nên khi chúng ta sống ở trong hiện tại này, chúng ta muốn biết được tương lai của chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta hãy cầu hỏi Chúa. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết được tất cả mọi sự từ trong quá khứ cho đến hiện tại và tương lai. Chúa biết hết tất cả, quý bà chị em. Nhưng mà chúng ta biết rằng là có một thế lực một thế lực thù nghịch với Đức Chúa Trời, và thế lực đó nó luôn tìm cách để giả mạo sự hành động của Đức Chúa Trời, và nó tìm cách để lừa dối con người và cũng như ngay cả con cái Chúa. Đó chính là ma quỷ. Nó là cha của sự nói dối. Và trong văn đoạn số 8 câu 44 thì lời của Chúa nói rằng là vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Kinh Thánh nói rằng là ma quỷ nó là cha của sự nói dối, quý mài trẻ. Ngày hôm nay ma quỷ nó đang lừa dối rất là nhiều người ở khắp nơi trên thế giới qua những cái tà thuật bói khoa tử vi và nhiều loại tà thuật khác nhau. Buổi sáng nay chúng ta sẽ mổ xẻ về những cái loại tà thuật nào, từ trong bói khoa nó có những loại bói gì, rồi đồng cốt và gọi hồn nó hoạt động làm sao, để chúng ta không phải là chúng ta nghe lời Chúa để định tội chính mình, nhưng mà chúng ta nghe lời Chúa để chúng ta có thể giải quyết cho cá nhân chúng ta có những cái giao ước nào, có những cái giấy nợ nào mà nó bởi đó mà nó cứ quấy rầy cuộc sống của chúng ta, không được ăn ngon, không được ngủ yên. Có một số con cái Chúa, nhất là những người nữ, liên hệ với tôi và nói rằng: mục sư ơi, sao mà tối nào em cũng mơ thấy có một cái người nam cứ vào và cứ ăn nằm với em. Và tôi cầu nguyện cho, thì tối hôm đó không thấy, nhưng mà qua ngày về sau lại nhìn thấy. Và tôi hỏi rằng là em có chắc rằng là đó là tà linh ma quỷ hay không? Hay đó là nhiều khi em ngủ em mơ mơ màng em thấy cái bóng đó em tưởng ma quỷ, nhưng mà thật ra đó là chồng em. Không, một số em ngủ có mình, em đóng cửa kỹ, không có ai vào hết. Và khi mà mơ thấy như vậy, sáng thức dậy là mình thấy trong người nó rất là mệt mỏi. Và cứ liên tục tình trạng như vậy. Và người đó nhận biết rằng đó là tà linh ma quỷ. Nó khiến cho người này cứ cảm giác giống như rằng là có một cái người người tình ở với mình trong mỗi đêm, và cuộc sống của vợ chồng thực tế thì rất là lộn xộn và xung đột. Và tôi biết ngay đây là một cái dạng tà linh ma quỷ, nó đã đi vào trong người đó qua những giao ước mà trước đây người đó không có giải quyết. Và những cái giao ước đó nó giống như là một cái tờ giấy nợ, một cái tờ kết ước với ma quỷ, mà qua đó ma quỷ nó cứ đi vào trong hôn nhân của người đó, quấy phá cuộc sống hôn nhân của người đó và khiến cho rất là khổ sở. Thực tế thì cái điều này nó là một cái điều xảy ra cũng khá là nhiều. Nhưng mà bởi vì do ngại ngùng cho nên là nhiều người nữ không dám nói ra. Và ngay cả đàn ông cũng vậy nữa. Cũng có những khi người chồng mơ thấy có một cái người vợ âm phủ, một người vợ âm phủ bước vào trong giường của mình, ăn nằm giống như là vợ của mình. Và cứ liên tục như vậy khiến cho hôn nhân của vợ chồng không thể hạnh phúc được. Và lời của Chúa buổi sáng nay sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được đâu là cái cánh cửa nó bước vào trong cuộc đời của chúng ta, khiến cho hôn nhân của chúng ta, cuộc sống của chúng ta không thể hạnh phúc được, không thể tận hưởng được mọi phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Em có thể tắt cái quạt đó. Cảm ơn em. Dưới đây là quan điểm cá nhân và phân tích gói gọn của tôi trong cái nền văn hóa Việt Nam hiện tại. Có thể là có những cái thiếu sót
nhưng mà sẽ rất là bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu về những cái hoạt động này. Bói toán, hầu đồng và gọi hồn, đó là những văn hóa tín ngưỡng Việt Nam. Mặc dù nói rằng là chính quyền Việt Nam từ xưa đến nay rất là dè dặt với những ai có khả năng thông linh, nhưng có một điều không thể chối cãi, đó là khi ánh sáng tinh lành chưa xuất hiện và chiếu sáng trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thì dân tộc Việt Nam của chúng ta đã bị lầm than và phải chịu sự khống chế từ những thứ tà thuật tối tăm này. Đã có không ít gia đình đã phải tán gia bại sản hay là mất mạng vì cớ tà thuật. Thứ nhất, chúng ta nói về bói toán. Có thể nói hành vi bói toán hay là tiên tri đã xuất hiện khá sớm trong dòng lịch sử của nhân loại, từ Đông sang Tây và trong mọi nền văn hóa. Bản chất của bói toán đó là sự pha trộn một chút xác suất thống kê và một chút tà thuật. Ở Việt Nam hiện tại thịnh hành một số hình thức bói toán như là bói bát tự, bói tử vi, chiêm tinh, bói kinh dịch và bói bài tarot. Thế thì những hình thức này đặc biệt như thế nào? Thì trước hết chúng ta sẽ nói về bói bát tự. Đây là một hình thức bói toán bắt nguồn từ tín ngưỡng đạo giáo. Theo đó người ta sẽ thu thập giờ sinh, rồi ngày tháng năm đẻ ra đời của một người, và kết hợp các yếu tố như là tiết khí ngũ hành, rồi sắp xếp theo các cặp thiên can và địa chi, rồi từ đó suy ra số mệnh của con người, đưa ra định hướng cho tương lai. Chúng ta biết rằng là có những người họ mê tín. Mình nói mê tín nhưng mà thật ra đối với ánh sáng của Kinh Thánh đó, đây là một dạng tà thuật bói khoa. Và để cái sự bói toán này nó hoạt động thì người ta cần có thông tin của cái người ở trong cuộc, như là sinh ra ngày giờ tháng năm nào, rồi cái người đó ở trong tiết khí nào. Trong tiết khí thì một năm thì nó có 24 tiết khí, rồi ngũ hành thì nó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đó gọi là cái mạng của một người. Và để cho cái hôn nhân tình duyên nó được ổn định đó, thì người ta thường hay xem cái mạng của người đó. Người đó thuộc mạng gì, ví dụ cô này mạng hỏa, cái anh này mạng thủy, là không thể nào mà hợp với nhau được. Và thế là ông thầy cũng phán ra là hai người không thể nào cưới nhau, không thể nào kết hôn được. Nhưng mà tôi thấy vợ chồng tôi tuy khác mạng nhưng mà vẫn sống với nhau ổn, vẫn hạnh phúc, vẫn ba đứa con. Vợ tôi thì mạng Mobi, còn tôi thì mạng Viettel. Cho nên ai mà hỏi tôi là tôi mạng gì, tôi nói rằng tôi là mạng Viettel thôi. Chứ tôi không bao giờ tin vào trong những cái mạng này là kim, thủy, hỏa, thổ gì hết. Nhưng mà thực tế quý mài chị em, vẫn có những người họ tin vào trong những điều này. Họ xem tuổi, chẳng hạn như Tý Sửu Dần Mẹo gì đó, tứ hành xung, có bốn cái điều mà nó khác nhau thì không nên cưới nhau. Cho nên ngày hôm nay có một số con cây chúa đã tin Chúa lâu năm rồi, nhưng mà khi mà hôn nhân bất hòa với nhau hoặc là có xung đột với nhau đó, họ liên tưởng đến những điều đó. Họ nói rằng là một sư ơi, chắc là vợ chồng em không hợp tuổi với nhau, cho nên là cứ cãi nhau như chó với mèo, không có hợp tính nhau. Đúng rồi, ngày xưa mà nghe lời ba mẹ là mình không có cưới tại vì ổng không có hợp tuổi với mình. Nhưng quý mài chị em ơi, tất cả như đó chỉ là cái sự lừa dối của ma quỷ thôi. Bởi vì khi mà Chúa dựng nên Adam và Eva thì Chúa không có nói về những cái mạng đó, đúng không quý mài chị em? Chúa không có nói về cái tuổi xung khắc nhau gì hết, không có nói ngày giờ tháng năm sanh đẻ của Adam lẫn Eva. Và khi mà Chúa tác hợp hai người lại với nhau thì họ sống với nhau rất hạnh phúc. Chỉ có khi tội lỗi bước vào giữa hai vợ chồng thì họ bắt đầu họ có xung đột và có sự đổ lỗi cho nhau mà thôi. Cho nên khi chúng ta đứng trước những cái sự rắc rối hoặc là bất hòa trong hôn nhân đó quý vị, chúng ta đừng bao giờ tin vào trong cái việc số mạng. Chắc có lẽ đường tình duyên của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh đi đường anh, em đi đường em. Bởi vì chúng ta không hợp mạng với nhau. Quý vị ơi, lời của Chúa nói rằng là những người mà Đức Chúa Trời Ngài phối hiệp thì loài người không được phép phân ly. Amen. Chúa đã phối hiệp rồi thì chắc chắn đó là một cái phước hạnh. Và khi mà cuộc sống hôn nhân của chúng ta bắt đầu thì luôn luôn sẽ có những cái sóng gió. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng cả. Nó sẽ có những ngày giông bão, sẽ có những cái sóng gió bão tố nó đến với chúng ta. Và chúng ta cần phải cậy ơn Chúa và lời của Chúa để vượt qua được những cái giây phút sóng gió đó. Rồi bói tử vi là một hình thức bói toán khác trong tín ngưỡng đạo giáo. Theo đó nó cũng thu thập giờ ngày tháng năm sinh âm lịch của một người, sau đó đối chiếu với các chòm sao trên trời và các yếu tố khác, cuối cùng để kết luận thành một lá số tử vi. Các thầy tử vi kiêm luôn cả việc chiêm tinh, xem sao trời và phân kim định huyệt. Như vậy thì đối với những cái lá tử vi này,
nó cũng là một dạng bối khoa. Và khi mà chúng ta dính vào trong những cái điều này thì chúng ta không những chỉ ăn năn tội, nhưng mà chúng ta cũng nên cắt đứt cái giao ước giữa chúng ta với linh bối khoa đó. Lát nữa thì tôi sẽ cho quý vị biết rằng là tại sao mà Chúa lại ngăn cấm và tuyệt đối không cho phép con cái Chúa, những người tin nơi Chúa, dính vào trong bối khoa hoặc là cầu cơ, hầu đồng, hoặc là liên hệ với tà linh của ma quỷ. Tại vì nó không chỉ đơn thuần là một tội lỗi quý mài chị em, nhưng đó là một cái sự giao kèo với ma quỷ. Nó có một cái sự thỏa thuận ở trong thuộc linh. Khi mà một người đi coi bói thì không phải chỉ rằng là người đó chỉ là hỏi về thông tin mà mình cần, mong muốn, nhưng mà đó là một cái sự ký kết giao kèo với các cửa âm phủ và địa ngục. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta trước đây chúng ta đã từng dính vào trong những cái bói bài hoặc là bói tử vi đó, chúng ta cần phải đánh giá lại cho nó chính xác những việc làm mà chúng ta đã từng làm trước đây, để chúng ta hủy phá cái giấy nợ đó. Để không thôi thì hôn nhân gia đình, rồi đường tình duyên của chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta, tương lai của chúng ta, nó sẽ trở thành những chuỗi ngày bất hạnh. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngôi nhà của chúng ta nó mở ra tăng hoác cho những cái linh đó, nó cứ ra vào và nó quấy phá cuộc sống của chúng ta. Rồi khi mà ma quỷ nó quấy phá chúng ta rồi, chúng ta không biết được lẽ thật của Chúa, chúng ta nói ô tại sao mà tôi tin Chúa, cuộc sống tôi nó cứ khốn khổ quá, cuộc sống cứ bấp bênh, rồi lúc lên lúc xuống, rồi lúc thành công lúc thất bại, rồi sao mà Chúa không nghe lời cầu xin của con, sao mà để cho ma quỷ nó tấn công con thế này. Và thế là bắt đầu mình bị cám dỗ để trở lại với thế gian. Tôi nhìn thấy trong suốt mười mấy năm tôi hầu vị Chúa, tôi nhìn thấy có rất là nhiều, nhất là những người mới tin Chúa đó, họ chưa hiểu được cái điều này. Cho nên đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ để cho quý con cái Chúa, những ai chúng ta đã từng có một quá khứ mê tín dị đoan, nhất là chúng ta dính vào trong những cái bói toán này, bói khoa này, thì chúng ta sẽ biết cách để giải quyết nó, hầu cho đời sống của chúng ta sẽ được yên ổn và chúng ta sẽ đầy tràn phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Rồi có bói kinh dịch. Kinh dịch đó là một nghệ thuật và thành tựu sáng chói của nền văn minh hoa họa, hoa hạ cổ xưa. Tuy nhiên một số người với kiến thức về kinh dịch đã dùng nó để bói toán, mặc dù tỷ lệ đúng lên tới là 99%, nhưng đôi khi quẻ bói cũng xuất hiện những sai sót, và bởi vì là bói toán cho nên tất nhiên cũng được xếp vào hàng mê tín. Rồi có một loại bói nữa, đó là thần số học. Thần số học Ai Cập dựa theo một công thức sẵn có thì người ta sẽ phân tích tên của một người thành một dãy số tự nhiên gồm từ số 1 cho đến số 9. Sau đó thì họ sẽ cộng lại từng số với nhau và sẽ có từng sự giải thích và tiên tri khác nhau cho cái tên đó. Nó bắt nguồn từ Ai Cập cổ đại và được giới trẻ Việt Nam ngày hôm nay dùng nhiều. Tức là cái tên chẳng hạn như là Trương Anh Tuấn thì bây giờ cái từ Trương á là chữ T nè, R U O N G, thì từng cái chữ đó nó sẽ ứng với con số nào đó từ 1 đến 9. Rồi xong rồi họ cộng lại tất cả những con số đó, nó ra một cái số ở trong cái bảng số bí mật của nó. Và người ta sẽ nói ra cái vận mệnh tương lai, tính cách hoặc là công việc của người đó sau này. Thì đây là một cái dạng mà bói mà ngày hôm nay người ta sử dụng rất là nhiều. Rồi có cung hoàng đạo nữa quý vị. Đối với người phương Đông thì hoàng đạo gồm có con giáp, năm sinh, mệnh ngũ hành và chòm sao chiếu mệnh. Phối hợp các thứ trên để ra được những bói quẻ, những quẻ bói tương ứng. Đối với phương Tây thì hoàng đạo bao gồm 12 chòm sao chia theo cung mặt trời và cung mặt trăng. Tháng sinh dương lịch của một người ứng với chòm sao nào sẽ có tính cách giống với chòm sao đó. Như vậy thì mình thấy rằng là cái cung hoàng đạo này nó không phải chỉ là người châu Á mình tin và mình làm theo, nhưng mà cũng có ngay cả những người châu Âu hoặc bên Mỹ họ cũng tin vào trong những cái bói này. Rồi có bói bài Tarot. Đây là một hình thức thịnh hành nhất ở giới trẻ hiện nay. Tarot là tên của một bộ bài dùng để bói. Theo đó người bói sẽ hỏi một câu hỏi, sau đó rút ra một cái cơ số bài nhất định bất kỳ nào đó, rồi đọc thông điệp lá bài đó đưa ra. Mỗi bộ bài Tarot đều có một linh hồn riêng, nó liên kết với chủ nhân của bộ bài như hình và bóng. Để tăng thêm sức mạnh cho bộ bài này thì chủ nhân thường phơi bộ bài đó dưới ánh sáng của mặt trăng để hấp thu âm khí. Rồi sau đó những người mà hướng dẫn chơi Tarot lúc đó đó thì đôi khi sẽ kiêm thêm nhiệm vụ xem chiêm tinh 12 chòm sao cho người muốn xem. Đây là những dạng mà bói bài mà nó rất là hấp dẫn và mê hoặc.
nhiều nhiều thanh niên, giới trẻ ngày hôm nay. Hai hình thức bói bát tự và bói tử vi thường thịnh hành trong dân gian Việt Nam, đặc biệt là vùng Bắc Bộ và khu có nhiều người Hoa sinh sống. Ngược lại, kinh dịch là hình thức mới nổi, thu hút ngay cả những người trẻ cũng xem vì nó khá chính xác. Tarot và thần số Ai Cập thường được xem tích hợp trong các quán cà phê, những buổi hội chợ của sinh viên và hoạt động hướng nghiệp. Còn hoàng đạo lại được xem nhiều bởi dân văn phòng, marketing và sale. Thì chúng ta biết rằng là những cái loại bói này, ở đây tôi đếm là có tới 6 loại bói khác nhau. Thì những cái loại bói này, quý mài chèm, đằng sau nó có một cái dạng tà linh ma quỷ, nó điều khiển và nó kiểm soát những người tham dự vào trong những cái hoạt động bói đó. Đó gọi là linh bói khoa. Và khi một người họ đến nhờ ông thầy bói để mà xem quẻ cho mình, xem bói cho mình, thì người đó đang kết ước với cửa âm phủ và địa ngục. Nó không phải chỉ đơn thuần là mình coi bói rồi mình trả tiền một cách bình thường, nhưng mà nó là một dạng kết ước. Nó là một dạng mà mình trao phó linh hồn của mình cho dạng tà linh ma quỷ đó. Có nhiều người nói rằng là ô, mục sư nói như vậy thì có vẻ trầm trọng quá, tôi chỉ đến xem vui thôi, làm gì mà tôi kết ước với ma quỷ. Nhưng quý vị ơi, nếu chúng ta không biết luật pháp của Chúa mà chúng ta dính vào trong những cái điều này thì chúng ta cũng vẫn phải mắc tội trước mặt Chúa, quý mài chèm. Chẳng hạn như tôi ở dưới quê, tôi lên thành phố Hồ Chí Minh này, tôi không biết luật giao thông. Và thế là tôi đi vào trong đường cấm, tôi chạy ngược chiều, tôi đi đường cấm. Tôi hỏi quý vị rằng là tôi có mắc tội không? Tôi nói với cảnh sát giao thông rằng là ô, tôi xin lỗi anh ơi, tôi không biết luật, tôi không biết cái đường này đường cấm, mong anh thông cảm bỏ qua cho tôi nha. Tôi không biết luật mà sao bắt tôi? Theo quý vị thì tôi phải làm như thế nào? Tôi phải chịu trách nhiệm hay là tôi sẽ được tha? Có thể cho qua đúng không? Tùy theo người đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta có cho qua không? Nếu mà một người phạm tội, Chúa có cho qua không? Theo sự công bình của Chúa, Chúa có thể nào kể cái người có tội là vô tội không? Không, có tội là phải ăn năn đúng không ạ? Phải xưng ra. Cho nên nếu một con cái Chúa nói rằng là tôi thấy cái điều này là bình thường, và bây giờ lời Chúa nói rằng là tôi bị mắc tội, thì tôi không cần phải giải quyết nó. Điều đó là hoàn toàn không đúng, quyên bài cho em. Chúng ta cần phải ăn năn và cắt đứt cái điều này. Rồi bây giờ chúng ta nói về đồng cốt. Đồng cốt đó là một hình thức thông linh và bắt nguồn từ tín ngưỡng Shaman cổ và là đặc trưng của đạo mẫu Việt Nam. Điều này thì nó xảy ra nhiều ở khu vực phía Bắc. Phía Bắc thì họ thờ đạo mẫu và họ lên đồng, hầu đồng nhiều hơn là ở khu vực phía Nam. Theo đó thì người thực hiện lên đồng có thể cho thần thánh hoặc là ma quỷ mượn xác để nhập vào, điều khiển thiên nhiên, thỏa mãn tham vọng của người khác và chữa bệnh. Ở Việt Nam thì thường các giá hầu đồng chia thành 3 nhóm: Tam Phủ, Tứ Phủ và Đức Thánh Trần. Giá hầu Tam Phủ thì được hiểu đó là Ngọc Hoàng Đại Đế và tam vị Thánh Mẫu cai quản đất trời. Giá hầu Tứ Phủ thì có Tứ Phủ thêm vào Mẫu Địa, đó là đất. Giá hầu Đức Thánh Trần thì được thành lập sau khi Trần Hưng Đạo qua đời, và giá hầu này thêm một bang vào hệ thống Tứ Phủ là bang Trần Triều, gồm Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Giả Tượng, Ngũ Hổ Đại Tướng gì đó. Đây là những cái gì mà tôi đã nghiên cứu và mình liệt kê ra. Dĩ nhiên chúng ta không cần phải hiểu biết những cái điều này quá sâu, bởi vì khi mà tôi nghiên cứu thì tôi cảm thấy là mình phải có giới hạn. Khi mà nhìn hình ảnh hoặc là những cái thông tin này đó thì nó là một cái dạng thuộc linh, cho nên là tôi chỉ đọc qua như vậy thôi. Nếu quý vị nào chúng ta có biết thì chúng ta có thể cầu nguyện để cắt đứt những điều đó nếu có trong đời sống của mình trước đây. Hệ thống thần linh của đạo mẫu Việt Nam rất là nhiều, trải dài từ Bắc chí Nam và đôi khi sáp nhập vào cả các thần của các dân tộc khác vào. Những giá hầu nổi tiếng được truyền tụng như là ông Hoàng Bảy nè, cô Bơ, cô Đôi, Thượng Ngàn, Ngũ Hổ Đại Tướng. Những người hầu đồng thường là những người thuộc cộng đồng LGBT, tức là những người đồng tính liên ái, và trang phục trang điểm rất là đẹp mắt để mời các thần ngự xuống. Dù rằng là hầu đồng Việt Nam được xem như là một loại văn hóa phi vật thể bởi UNESCO, tức là UNESCO họ công nhận rằng là đây là một văn hóa phi vật thể. Nhưng mà chúng ta biết rằng là lời của Chúa xác nhận rằng đây là một dạng ô uế trong thuộc linh.
Tại sao tôi lại nói như này? Thưa quý mài cho em, Kinh Thánh có chép ở trong Lê Vi Ký đoạn số 20 câu 27. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 27, lời của Chúa nói thế này: khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bối khoa thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Trong thời của Cựu Ước, lời của Chúa rất là nghiêm minh đối với đồng cốt và bối khoa. Nếu biết phát hiện được là phải giết. Tại sao lại tàn ác như vậy? Tại vì trong thời Cựu Ước chưa có huyết cứu chuộc của Chúa Giêsu. Trong thời Cựu Ước chưa có danh của Chúa Giêsu để giải cứu một người ra khỏi những tà linh ma quỷ. Cho nên khi mà tà linh ma quỷ nó đi vào trong một người thì chỉ có cách đó là giết người đó chết mà thôi. Tại vì nếu không giết thì người đó sẽ cứ đi lây lan tà linh ma quỷ cho những người khác. Chỉ có trường hợp của vua Saul là trường hợp duy nhất là được giải cứu ra khỏi quyền lực của tà linh ma quỷ. Khi mà ác thần quấy khuất Saul thì David đã dùng tiếng đàn của mình để mà đuổi ác thần đó ra khỏi Saul. Đó là trường hợp duy nhất, trường hợp giải cứu duy nhất bằng quyền năng của Chúa ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Chứ còn trong Cựu Ước là khi quỷ nó vào trong một người rồi là người đó chỉ có chết thì mới được giải thoát mà thôi. Cho nên lời của Chúa nói rằng là nếu mà một người mà đã có dính vào trong đồng cốt hoặc là bối khoa thì người đó đang có quỷ ở trong người và cần phải xử lý người đó. Xuất Ê-dư-tư Ký đoạn số 22 câu 18 nói rằng là ngươi chớ để các đồng cốt sống. Lê-vi Ký đoạn 19 câu 26 chép rằng là các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số. Thuật số ở đây đó là tà thuật. Và dân Israel trong thời của các vua thì họ đã phạm tội rất là trọng ở trước mặt Chúa. Tuy rằng họ thờ phượng Chúa trong ngày Sa-bát, nhưng mà mỗi ngày thường thì họ đã đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tin bói khoa, làm điều ác trước mặt Chúa. Cho nên Chúa đã nổi giận và Chúa đã phó dân của Ngài vào trong tay của những kẻ thù nghịch của họ. Ở trong các vua thứ nhì đoạn 17 câu số 17 cho đến 18 lời của Chúa chép thế này: chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Bởi cớ ấy Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Israel, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi phái Giu-đa mà thôi. Cả 12 chi phái đó quý mài cho em. Nhưng mà khi mà Chúa nổi giận bởi vì cớ có tà thuật bói khoa ở trong dân của Chúa thì chỉ còn đúng lại chi phái Giu-đa và chi phái Benjamin ở phía nam. Còn 10 chi phái ở phía bắc đã bị dân Assyria đem đi và bị tiêu diệt hết cả 10 chi phái đó. Rồi sau đó thì hai chi phái ở phía nam, tức là chi phái Giu-đa và Benjamin, sau đó cũng bị lưu đày qua Babylon. Nhưng mà sau 70 năm họ bị lưu đày thì Chúa cho phép dân Israel họ trở về lập quốc trở lại, khôi phục lại. Đó là trong thời của Daniel. Thì chúng ta biết rằng là dân Do Thái ngày hôm nay còn sót lại đó là từ chi phái Giu-đa và Benjamin. Chứ còn 10 chi phái khác là họ bị tiêu diệt từ thời của Assyria đô hộ rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong Cựu Ước Chúa Ngài rất là nghiêm minh ở trong cái vấn đề này. Khi mà dính vào tà thuật bói khoa thì chỉ có tiêu diệt chứ không thể nào có thể dung thứ được. Nhưng mà trong thời Tân Ước ngày hôm nay thì sao quý mời chị em? Chúng ta giải cứu được đúng không ạ? Đó là nhờ danh của Chúa Jesus Christ mà chúng ta có thể trừ quỷ. Chúa Jesus nói rằng là ai tin sẽ được cái dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay nếu giống xì độc cũng chẳng hại gì, hãy ra tay cho cái đau thì cái đau sẽ được lành. Ai làm được điều này quý mời chị em? Mục sư quản nhiệm hay là mục sư tổng quản nhiệm mới làm được? Ai đủ quỷ được quý mời chị em? Kinh Thánh nói rằng là ai tin. Ở trong tiếng Anh thì dùng cái từ đó là whoever believe, tức là bất cứ ai tin thì đều có cái quyền đó. Ở bên giáo hội Công giáo thì họ cho rằng là chỉ có những đức thánh cha hoặc là những người cha xứ bề trên đó mới có cái thẩm quyền để đuổi quỷ mà thôi. Chỉ có những người họ sống rất là trọn vẹn, không có vợ, không có con, không ô uế ở trong phần xác thịt thì họ mới có quyền trên ma quỷ thôi. Đúng cái chỗ này đó là một cái chỗ mà tôi cũng mổ xẻ thêm. Tại vì có một số con cái Chúa, có một số những người họ ở ngoài đó, họ xem Facebook của tôi, họ nói rằng là mục sư tối hôm qua còn ăn nằm với vợ, sáng hôm nay giảng lời Chúa, đâu có bằng mấy ông cha xứ trong Công giáo. Tôi nói ngay, cái việc mà kết hôn hay là không kết hôn, nó không ảnh hưởng trong thuộc linh. Việc mà chúng ta thánh, đó là nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là chúng ta không có vợ, không có chồng là chúng ta thánh. Người Công giáo ngày hôm nay họ tin rằng là
họ được cứu đó là nhờ công đức của họ, nhờ việc lành của họ. Và một trong những cái suy nghĩ của người Công giáo nó không có được đúng với Kinh Thánh, đó là họ xem cái việc tình dục, quan hệ vợ chồng đó là điều ô uế. Cho nên họ cấm luôn cả những người linh mục, những người giám mục là không được phép lấy vợ. Tôi nói điều này không phải là tôi nói xấu Công giáo, bởi vì chính tôi là người Công giáo từ bé, là người Công giáo gốc luôn đó quý mày cho em. Gia đình bên ngoài của tôi là một trong những gia đình mà tin Chúa theo Công giáo đầu tiên ở phía Bắc á. Gốc là gốc cổ thụ chứ không phải là gốc mà gốc gốc nhỏ đâu. Nếu mà tôi từ bé mà gia đình có điều kiện á, là ba mẹ tôi gửi tôi làm linh mục luôn rồi. Cuộc đời tôi qua một cái trang sử khác rồi. Nhưng tại Chúa cứu tôi ra khỏi cái môi trường đó. Để ngày hôm nay tôi chia sẻ với quý vị rằng là cái việc mà có vợ có chồng nó không ảnh hưởng đến thuộc linh. Tại sao tôi lại dám nói như này quý mà chen? Chúng ta thấy Kinh Thánh đó, cho chúng ta biết được có ông tiên tri vĩ đại, ông ấy có vợ. Đó là ông Môi-se đúng không? Môi-se có vợ có con đàng hoàng đúng không ạ? Rồi tiên tri Sa-mu-ên có vợ không? Có đúng không ạ? Có mấy đứa con luôn. Rồi Đa-ni-ên thì còn trẻ, Kinh Thánh không có nói vợ con gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy ngay cả sứ đồ Phi-rơ là sứ đồ trưởng á, ông ấy cũng có vợ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 có nói rằng là Chúa Giê-xu vào trong nhà bà gia Phi-rơ để chữa lành cho mẹ vợ của Phi-rơ. Và người Công giáo cho rằng là Phi-rơ là đức giáo hoàng đầu tiên của họ. Ở dưới cái tầng hầm của Vatican ngày hôm nay đó, tại Ý đó quý vị, thì họ có lưu trữ hài cốt của sứ đồ Phi-rơ. Người Công giáo họ cho rằng là họ là giáo hội có thẩm quyền duy nhất ở trên thế giới này để quyết định cho ai vào trong thiên đàng, bởi vì có cái bộ hài cốt của Phi-rơ đó, tức là cái người cầm chìa khóa của thiên đàng đó. Công giáo họ cho rằng là khi một người tin Chúa chết đó, cái người đầu tiên họ gặp được đó là Phi-rơ chứ không phải là Chúa Giê-xu. Mà Phi-rơ đó cho ai vào thì mới được vào, chứ không phải là bây giờ mình muốn vào là được. Người Công giáo họ suy nghĩ như vậy đó quý vị. Cho nên là họ mới có cái chuyện đó là phải cầu nguyện với các thánh. Nếu mà Phi-rơ ông giận mình hoặc là ông có cái gì ông không thích mình đó là mệt á. Mà chúng ta thấy rằng là Phi-rơ có vợ đúng không? Phi-rơ có vợ. Nếu mà nói rằng là có vợ là không được ơn thì nếu chúng ta nhìn vào trong Phi-rơ chúng ta thấy điều đó không đúng. Rồi Phao-lô, chúng ta thấy rằng là Phao-lô ông cũng là một người độc thân đúng không ạ? Nhưng mà theo như các nhà giải kinh đó thì họ cho rằng là Phao-lô trước khi phục vụ Chúa thì Phao-lô đã từng có vợ. Tại vì ông là một người Pha-ri-si không chỗ trách được. Mà theo như người Pha-ri-si thời bấy giờ đó, để gọi là không chỗ trách được thì người Pha-ri-si đó phải là người có vợ. Giống như cái luật của giáo hội Tin Lành Việt Nam ngày hôm nay CMA đó, thì họ quy định rằng là để làm mục sư thì mục sư đó phải là người có vợ. Thì trong thời của Phao-lô thì cũng có cái luật giống như vậy, để một người không chỗ trách được thì người đó phải là một người có vợ. Nhưng mà bởi vì cớ ông được Chúa kêu gọi và ông theo Chúa, cho nên là có thể vợ ông đã không theo ông nữa và họ đã thôi nhau và ông ở vậy ông hầu vị Chúa. Cho nên trải qua những cái điều đó tôi nhìn thấy rằng là chúng ta không nên tin vào trong những cái lời truyền khẩu của loài người, không nên xem nhẹ cái việc mà kết hôn, bởi vì kết hôn đó là một phước hạnh của Chúa đúng không, và tình dục đó là một cái món quà Chúa ban cho hai vợ chồng ở trong hôn nhân. Rồi tôi nói một hồi cái qua hôn nhân luôn. Nhưng mà tôi muốn cho quý vị biết rằng là chúng ta là người hầu vị Chúa, chúng ta cần phải chăm sóc cho hôn nhân của mình, cho vợ, cho chồng của mình. Đừng vì một cái lời nào đó nói rằng là muốn được ơn trước mặt Chúa đó, mình cần phải đừng có quan hệ xác thịt. Lời của Phao-lô có nói rằng là chỉ trừ khi mà hai người đang cầu nguyện thì mới gọi là không có cái chuyện đó thôi. Còn thân thể đó thì vợ không có quyền để không có quyền ở trên thân thể của mình, và người đàn ông á cũng không có quyền trên thân thể của mình. Tức là sao? Khi hai vợ chồng ở chung với nhau trong hôn nhân thì người chồng muốn là người vợ phải đáp ứng và không có quyền để mà nói no, không có quyền từ chối nhau. Đó là cái điều mà Phao-lô có nhắc đến. Cho nên chỉ trừ khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta mới tạm ngưng cái điều đó. Rồi chúng ta trở lại với những điều này thì chúng ta thấy rằng là mọi hình thức bói toán
hay là chiêm tinh, tướng số, lên đồng cốt, chiêu hồn đều xúc phạm nghiêm trọng đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là đấng quan phòng và cầm giữ tương lai của con người. Mọi hành vi trên đều vi phạm vào điều răn thứ nhất. Rồi bây giờ tôi trả bài giáo lý căn bản nha. Ở đây ai ai mới bắp tem bằng nước cách đây vài tuần ạ? Có không? Rồi xin mời em. Em cho thầy hỏi rằng là điều răn thứ nhất là điều gì? Nhớ không? Không nhớ. Cứ bồ đi, cứ bồ bạn bên cạnh. Vậy hả? Rồi, theo em thì điều răn thứ nhất là gì? À, amen. Rất là ngắn gọn đúng không ạ? Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nào, đây là điều răn thứ nhất nha, mình phải nhớ nha. Thấy chưa? Kiểu này mà có gặp phi rơ sau này là ổng không cho vào thiên đàng đó. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Vậy thì khi mà chúng ta đối diện với những cái nan đề rắc rối trong tình cảm, trong công ăn việc làm, trong cuộc sống, thì chúng ta cần phải cầu hỏi Chúa. Đừng cầu hỏi những cái lá tử vi, đừng cầu hỏi những thầy bói, đừng cầu hỏi những cái tà thuật quyên bài chè. Bởi vì khi chúng ta cầu hỏi như vậy, đó là chúng ta đang thờ lạy ma quỷ. Mà chúng ta có thể không biết, nhưng mà đây là một cái tội trọng ở trước mặt Chúa. Ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 18 câu 10 cho đến câu 14, lời của Chúa nói thế này: ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm cái việc ấy, và vì cái sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Vậy thì lời của Chúa khẳng định rõ ràng là dân bị rủa sả là bởi vì cớ họ đã nghe theo tà thuật và bói khoa. Nhưng mà dân mà Chúa chọn là dân Israel, là dân được phước, Chúa không cho phép chúng ta làm như vậy. Chúa không cho phép chúng ta đi coi bói dù bất kỳ hình thức nào. Bói bài hay là bói chỉ tay, hoặc là bói quẻ hay là bói tử vi. Quý mài cho em ơi, chúng ta hãy cắt đứt nó. Người Việt Nam chúng ta có câu đó là bói ra ma thì bói ra ma, quét nhà ra rác, đúng không ạ? Tại sao mà cứ mỗi lần bói là nó có cái chuyện nó xảy ra đúng như vậy? Chúng ta biết rằng là đằng sau cái việc bói đó, đó là một tà linh ma quỷ. Đôi khi cái người muốn xem bói á, vừa mới bước chân vào trước mặt cái ông thầy bói đó, là ông thầy bói đó phán ngay cái câu gì đó chính xác luôn. Vừa mới thấy cái mặt cái chị đó bước vào, cái là ông thầy phán hồi nãy mới gây lộn ngoài kia đúng không, thần thánh thấy hết rồi đó, bây giờ phải cúng 5 triệu, không thôi là thần sẽ không có phù hộ cho em đâu. Nghe phán thấy đúng quá, sợ quá, và thế là phải cúng rất là nhiều tiền. Cho nên là con cái Chúa chúng ta đừng đi xem bói. Có thể con cái Chúa tin lành chúng ta thì chúng ta biết rõ lời của Chúa, chúng ta không có dính vào trong bói. Nhưng mà con cái Chúa ở bên Công giáo quý vị, hoặc là ngay cả một số thành phần ở trong nhà thờ truyền thống, họ cũng đi coi bói rất là nhiều. Ở đây dĩ nhiên là họ không nói, nhưng mà tôi biết rất là rõ. Tại vì khi mà hỏi ra, cầu nguyện ra, cái lòi ra liền à, hôm bữa đó lễ Tết đó mục sư, bạn bè em nó rủ em đi coi thôi, chứ đâu có phải là em tìm kiếm gì đâu, ai rủ thì mình đi thôi. Nhưng mà khi mà đi như vậy thì cũng là một cái sự liên đới với tà linh của bói khoa. Cho nên chúng ta đừng có tò mò vào trong những cái hình thức bói toán hoặc là lên đồng này. Bởi vì tò mò về vận mệnh tương lai như là một miếng bánh ngọt hấp dẫn đối với con người, và Satan nó sẽ cùng với các thần dữ của nó dùng những sự hiểu biết về tương lai hữu hạn đó để mà thao túng tâm lý con người chúng ta, thao túng tâm trí con người chúng ta, và khiến con người trở nên như là những nô lệ và trò hề cho chúng. Có những trường hợp đó là khi mà ông thầy bói ông nói một cái câu gì đó với tình duyên của mình, rằng em phải lấy chồng, mà lấy chồng đừng có lấy trai tơ nha, lấy cái người có vợ đó hoặc là ly dị rồi đó mới hạnh phúc được. Quý vị thấy nó độc hại không? Quỷ nó nói một câu cái là cái cô này tuy rằng là đã có gia đình rồi, nhưng mà cứ suy nghĩ về câu nói đó. Và khi mà khó khăn sóng gió đến, cái bắt đầu mình hôm bữa ông thầy nói đúng quá. Quý vị ơi,
hãy tin lời của Đức Chúa Trời. Amen. Đừng tin lời của ma quỷ. Nếu trước đây ông thầy hoặc là bà thầy ở đó đã từng nói rằng là mình sẽ lận đận khó khăn ở trong tình duyên của mình, hãy nhân danh Đức Chúa Jesus cắt đứt cái lời đó ở trên đời sống của chúng ta. Cắt đứt bằng cách nào quý bà chị em? Cắt đứt bằng cách đó là chúng ta xưng ra cái lời đó trong danh Đức Chúa Jesus. Còn cắt đứt cái lời của bà thầy đó, hôm bữa đó bà nói thế này, trong danh Đức Chúa Jesus con không chấp nhận những cái lời đó trên đời sống của con. Con là người được phước của Chúa, con là người được thành công, Chúa đặt con đằng đầu chứ không phải đằng đuôi. Và lời của Chúa sẽ ứng nghiệm trên đời sống của con. Và nếu mà chúng ta có nhận một cái lá quẻ tử vi nào đó nói rằng là mình là cái sinh ở trong cái sao quả tạ, đến năm bao nhiêu tuổi đó mình sẽ chết hoặc là mình sẽ bị thất bại, phá sản gì đó, quý vị ơi hãy nhân danh Đức Chúa Jesus Christ cắt đứt cái quẻ đó. Rồi về vấn đề gọi hồn. Gọi hồn thì chúng ta biết rằng là gọi hồn và lên đồng thì giống nhau, vì đều triệu gọi các thế lực vô hình, những tà linh ma quỷ từ cõi âm để hỏi việc. Nhưng mà lên đồng thì tập trung nhiều vào các thần, còn gọi hồn thì tập trung nhiều vào việc triệu hồn, linh hồn người chết. Tức là khi lên đồng á, thì có thể một cái dạng linh nào đó nó nhập vào, người ta không biết được chính xác cái linh đó là linh gì. Nhưng mà khi gọi hồn đó thì người ta gọi chính xác cái linh đó. Và trong cái thánh có nói về một trường hợp duy nhất gọi hồn, đó là trường hợp của vua Saul. Khi mà tiên tri Samuel đã về với Chúa, thì Saul trong cái lúc mà gọi là túng quẫn, và ông không biết được là lời của Chúa như thế nào cho cái trận chiến của mình. Và thế là ông bí quá, ông đi kiếm một người đồng cốt ở tại Endure. Điều này được chép ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 28. Và khi mà bà đồng này bà gọi Samuel lên, thì Samuel đã nói những lời quả trách đối với vua Saul và nói ra cái việc đó là vua Saul sẽ ngã chết ở trong trận chiến sắp đến. Thì có một sự tranh cãi rất lớn giữa những nhà thần học với nhau về việc đó là liệu rằng cái linh hồn mà vua Saul gọi lên đó, thì linh hồn đó có phải là Samuel thật hay không? Không phải. Thì tôi thấy rằng là có hai quan điểm. Một bên là cho là đó là tà linh ma quỷ giả dạng Samuel, và một bên đó là Samuel thật. Thì trước khi chúng ta đưa ra câu trả lời này đó, chúng ta biết rằng lời của Chúa nói ở trong Gióp đoạn 7 câu 9 cho đến câu 10 như thế này: mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cùng thể, họ không hề trở về nhà mình, và xứ sở người chẳng còn biết người. Chúa nói rằng là một người đã chết rồi là không bao giờ trở lên được. Ngay cả một người đã vào thiên đàng rồi, tức là vào trong paradis á, là người nhà nghèo, đúng không? Người nhà nghèo tức là Lazarus, đã vào trong lòng của Abraham, tức là một người đã được gọi là thánh đó quý mời cho em. Nhưng mà người đó cũng không thể nào được về lại quê hương của mình, về lại nhà của mình để báo mộng cho người này người kia được. Cho nên là trong cái thánh không hề nhắc đến một chuyện về chuyện mà linh hồn đã chết có thể trở về với dương gian để mà nói này nói kia với con người. Chỉ có trường hợp đó là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17, Chúa Giê-xu đã nói chuyện với lại Môi-se và Ê-li, tức là hai người đã chết ở trong cựu ước, đúng không ạ? Và họ nói chuyện gì chúng ta không biết được. Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng là đó là cái chương trình của Chúa, cho phép Chúa Giê-xu Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Và Môi-se cũng như Ê-li không thể nói chuyện được với lại sứ đồ, với các sứ đồ được, đúng không ạ? Họ không có thể nói chuyện được với nhau, chỉ có nói chuyện với Chúa Giê-xu thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà người đã chết, cho dù người đó là tiên tri hoặc là người thánh của Chúa, cũng không được phép về hoặc là tiếp xúc với lại người ở trên dương thế này. Và nếu mà chúng ta tìm cái con đường tắt, hay là chúng ta đi ngược lại với lời của Chúa, mà chúng ta nhờ bà thầy hoặc là đồng cốt nào đó đó để chúng ta triệu hồn đó, gọi hồn đó về, thì chúng ta đang phạm vào trong luật pháp và điều răn của Chúa. Bởi vì sao? Cái linh hồn đó không phải là người thân của mình, nhưng mà đó là tà linh ma quỷ. Cho nên riêng về cái quan điểm của tôi thì tôi thấy rằng là Samuel đó không phải là Samuel thật, nhưng mà đó là tà linh ma quỷ giả dạng Samuel. Nhưng mà cái quan điểm mà cho rằng là đó là Samuel thật á, thì họ cũng có chứng cớ. Họ nói thế này này, ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 28
câu 16 á, Samuel nhất đoạn 28 câu 16 thì Kinh Thánh chép như thế này: Samuel đáp: Nhưng sao ngươi cầu vấn ta, bởi vì Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi ngươi và trở nên thù nghịch ngươi. Thì những người mà họ theo quan điểm rằng là đó là Samuel thật đó, thì họ nói rằng là đây Kinh Thánh khẳng định đây là Samuel đáp mà. Nếu mà đây không phải là Samuel đó thì Kinh Thánh sẽ ghi rằng là tà thần giả dạng Samuel đáp rằng: Nhưng sao ngươi cầu vấn ta. Thì đây là cái quan điểm của phía bên đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là bởi vì cớ Saul đã cầu bà bóng, cầu đồng cốt, cho nên Chúa phó Saul vào trong sự chết, và tà linh của đồng cốt nó khiến cho Samuel phải khiến cho Saul phải chết. Và khi một người họ tin vào trong đồng cốt bói khoa, họ bước vào trong lĩnh vực đó, thì họ đang ở dưới cái quyền cai trị của ma quỷ. Ma quỷ nó có thể, nó sẽ đưa ra một cái viễn cảnh hoặc là một cái tương lai, và nó sẽ hướng người ta vào trong cái tương lai đó theo ý của nó. Chúa phó cái người đó vào trong cái tương lai của Satan. Cho nên có nhiều khi chúng ta nghe bói nói rằng là wow, đến năm 30 tuổi sẽ bị lận đận tình duyên nè, mà phá sản nè. Và khi đến đúng 30 tuổi bị như vậy, quý bà cho em, tôi nói ô sao mà mấy ông thầy bói nó hay quá vậy. Thật ra thì ma quỷ nó có cái quyền ở trên cuộc đời của những ai tin cậy nó và nhờ cậy nó, quý bà cho em. Cho nên ở đây Saul ông đã bị mắc mưu ma quỷ, và ông đã bị quỷ diệt bởi vì cớ ông đã nhờ cậy vào trong cái việc mà gọi hồn này. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ dính vào trong những cái việc gọi hồn này. Và một trong những cái gọi hồn mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy nhiều nhất, đó chính là cầu cơ. Cầu cơ được được dùng ở trong đạo Cao Đài nhiều nhất. Những ai có một cái bối cảnh tôn giáo là gia đình chúng ta bên Cao Đài đó, thì chúng ta biết rằng là cái cốt lõi của Cao Đài đó là cầu cơ. Họ xem cầu cơ như là một nghệ thuật và là một nghi thức tôn giáo tiêu chuẩn của đạo Cao Đài. Thì cầu cơ họ sẽ dùng một cái ván hòm người chết để mà gọi hồn lên. Dĩ nhiên là gọi bất cứ một cái người nào đó đã chết. Và dĩ nhiên là cái miếng gỗ đó là cái miếng ván hòm mà đã từng được sử dụng trước đây, thì nó mới linh thiêng. Và theo như lời một số người kể lại rằng là khi mà những người chơi họ để cái tay trên cái ván hòm đó thì gọi tên cái người đó, thì cái người đó, người ta lính ma quỷ á, nó sẽ dẫn cái miếng hòm ở đi đến cái chỗ cái câu trả lời. Chẳng hạn như là hỏi rằng là bây giờ tôi có nên kết hôn với cái người nữ đó hay không, thì cái ván hòm đó nó dẫn tới cái chỗ yes hoặc là dẫn tới cái chỗ no. Nếu yes là được quyền cưới, còn nếu no thì không được quyền cưới. Rồi hỏi rằng là ngày mai tôi đánh con số nào, để quá chừng số đó, cái miếng ván đó nó sẽ dẫn tới cái trúng cái con số đó. Đó là cách mà những người cầu cơ ngày hôm nay họ cầu. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ tò mò vào trong những chỗ cầu cơ như vậy. Bởi vì khi chúng ta tò mò, chúng ta ngồi ở trước cái chỗ người ta đang gọi là ma quỷ đang hành động như vậy đó, thì ma quỷ nó sẽ ảnh hưởng cho tâm trí của chúng ta. Dĩ nhiên con người của chúng ta nó dễ bị tò mò vào trong những cái gì nó huyền bí lắm, đúng không ạ? Tôi nhớ hồi nhỏ khi mà tôi nghe những đứa bạn của tôi, cũng là những đứa nhỏ thôi, ở trong xóm, ta nói rằng: Chơi ma lon không mày? Chơi ma lon không? Rồi tối nay chơi nha. Tôi nghe cái gì ma lon là tôi sợ rồi. Nhưng mà tôi hỏi rằng là chơi ma lon chơi sao? Thì nói bây giờ mình cúng cho cái lon đó, xong rồi cái mình nói 1, 2, 3 cái mình bỏ chạy. Đứa nào mà chạy chậm thì cái lon đó nó gõ ở chân, nó sưng là sưng mấy ngày luôn á. Cho nên là chơi vui lắm. Tôi nói rồi không có chơi đâu. Tại vì mình từ nhỏ là mình không thích ma quỷ rồi, cho nên là không muốn chơi với nó. Nhưng mà cái điều này nó xảy ra rất là nhiều, quý mà chị em, đánh vào trong cái sự tò mò của con người. Nếu chúng ta trước đây đã từng có mà dính vào trong ma lon hoặc là cầu cơ hoặc là những cái hình thức gọi hồn, thì chúng ta biết rằng là đó là ma quỷ chứ không phải là linh của người quá cố. Nhớ cho quý vị nghe, người đã chết không thể trở về báo mộng hoặc là tương tác với người sống. Không bao giờ có chuyện ông bà tổ tiên nói chuyện với con cháu hết, quý mà xem. Ông bà tổ tiên không bao giờ có thể ban phước hoặc là giáng họa cho con cháu trong nhà. Nhưng mà có những cái hình thức của sự ban phước giáng họa đó, thật ra đều là do bàn tay tối tăm của ma quỷ nó gây ra. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta cần phải tin cậy Chúa và cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa ngài ban phước cho cuộc đời con, để con sẽ luôn nhờ cậy Chúa và không nhờ cậy tà thuật của ma quỷ. Ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 19 cho đến 22, lời của Chúa nói rằng là: Nếu có ai bảo các ngươi hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo,
thì hãy đáp rằng một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi cái chết sao? Hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất. Chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Một cái hậu quả rất là khủng khiếp dành cho những người nào hoặc là cho một dân tộc nào nếu không chịu cầu hỏi Chúa mà là cầu hỏi đồng bóng, bói khoa. Ở đây Chúa nói rằng là người đó sẽ đi lưu lạc trên đất khốn khổ đói khát, bị rủa xả, nghèo thiếu, bệnh tật và đầy những sự rủa xả hết. Quý mài trẻ mời đừng bao giờ cầu hỏi đồng bóng thầy bói. Đừng bao giờ tò mò nhìn xem những cái điều đó. Nếu không vì có chia sẻ lời Chúa thì tôi cũng có lẽ tôi không bao giờ tôi xem những cái điều này. Nếu Chúa không kêu gọi quý vị nghiên cứu để mà chúng ta biết được những cái ngóc ngách của nó để chúng ta giúp đỡ cho người khác thì chúng ta đừng bao giờ nhìn xem những hình ảnh đó quý mài cho em. Thậm chí như là những hình ảnh của bói khoa, tà thuật, đồng cốt, hình ảnh của con rồng, của những cái tượng Phật, chúng ta đừng bao giờ để trong nhà của chúng ta. Hãy tẩy sạch nó ra khỏi gia đình của chúng ta. Amen không quý mài cho em? Tại vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng kỹ tà. Cái từ kỹ tà ở trong tiếng Anh đó là cái từ zealous, tức là một Đức Chúa Trời ghen tương. Chúa yêu chúng ta lắm và Chúa ngài nhìn thấy ở trong đời sống của chúng ta mà nếu có bất cứ hình ảnh hoặc là một cái vật dụng nào đó của ma quỷ là kẻ thù của Chúa, Chúa sẽ nổi ghen. Cho nên chúng ta cần phải đoạn tuyệt với tất cả những hình thức của bùa chú, tà thuật của đồng cốt. Đó là những cánh cửa mà tôi đã chia sẻ cho quý vị. Tôi gọi đây là cái combo ba món của ma quỷ, đó là bói khoa, bói toán, đồng cốt và gọi hồn. Ba cái điều này quý vị cần phải cầu nguyện cho mình nếu chúng ta trước đây đã từng dính vào, hoặc là chúng ta thấy trong gia đình của chúng ta, người thân của chúng ta có dính vào trong những điều này, chúng ta cũng có thể chia sẻ cho họ để họ biết rằng là nó không phải đơn giản đâu, nhưng mà đây là một cái sự cột trói trong linh hồn. Nếu một người muốn được phước, nếu một người muốn được tự do ở trong tâm linh để thờ phượng Chúa, người đó cần phải được giải cứu ra khỏi những điều này. Rồi như vậy thì lời khuyên của tôi đó là chúng ta hãy tránh xa mọi hành vi mang tính tâm linh mà không bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Cho dầu rằng là thế gian hoặc là xã hội ngày hôm nay họ công nhận cho phép những điều này, như là hầu đồng là một cái di tích văn hóa của UNESCO công nhận, nhưng mà Kinh Thánh luôn luôn là thượng tôn cho đời sống của một người tin Chúa. Nếu Chúa nói rằng là đó là tội lỗi thì chúng ta cần phải tránh xa nó. Đừng biện luận, đừng mà bao biện cho những cái sự liên đới của chúng ta với nó. Tê-sa-lu-ca thứ nhất đoạn 5 câu 22 chép rằng là bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Thứ hai đó là chúng ta hãy chuyên tâm đi nhóm thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa. Đừng bao giờ tìm kiếm những cái câu trả lời mà nó đến từ một cái nguồn nào đó mà không phải là Chúa. Tại vì ngày hôm nay ma quỷ nó rất là quỷ quyệt, quỷ mài che. Nó không nói đó là quỷ đâu, nhưng mà nó nói nào đó là xem chỉ tay nè, xem tướng nè, xem vận mệnh qua cái này cái kia. Thậm chí là có một số bạn trẻ mà trước đây tôi cũng đã từng gọi là mình dính vào, chẳng hạn như mình cầm cái đóa hoa ha, nó có nhiều cái cành, cái cành á, xong cái mình không biết là mình nên yêu của đó hay không, cái mình cầm cái cành, cái bông hoa đó, cái mình nói yêu nè, không yêu nè, yêu nè, không yêu nè, yêu. Đó cũng là một dạng mà mình bói cho bản thân mình. Dĩ nhiên điều này thì nó không phải là một cái sự tà thuật mà mình trực tiếp mình đến với một cái bà thầy hoặc là ông thầy nào hết. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tin vào trong gì đó và mình cứ tìm kiếm cái câu trả lời mà không phải đến từ Chúa thì ma quỷ nó có thể nhân cái đó, nó sẽ lợi dụng và nó sẽ ảnh hưởng trên hôn nhân, trên công việc, trên tình duyên của chúng ta. Cho nên hãy cắt đứt tất cả những cái gì mà nó xui xẻo hoặc là có cái dính dáng đến những cái mà tà thuật đó, những cái xấu xa hoặc là những cái gì đó mà nó làm cho chúng ta cứ in trí hoài. Có thể tin Chúa đã chục năm nhưng mà mình không bao giờ mình quên được cái ngày hôm đó ông thầy đó ông phán một câu xanh rờn về cuộc đời của mình, hoặc là có một cái quẻ tử vi nào đó mà nó nói rằng là năm bao nhiêu tuổi mình sẽ bị chết hoặc là mình sẽ bị tan gia bại sản gì đó. Quý mài cho em ơi, phải nhân danh để Chúa Christ cắt đứt điều đó. Đừng coi thường nó quý mài cho em, đừng coi thường nó. Tôi thấy rằng là đôi khi chúng ta thà giết nhầm hơn bỏ sót. Nó đúng ở trong cái trường hợp này quý mài cho em. Tôi đã từng làm như vậy đó. Tức là
khi mình không biết rằng là mình trước đây mình có dính vào trong những điều này hay không, thì tôi nhân danh Chúa Jesus Christ cắt đứt tất cả những cái bói khoa, những cái tà thuật phù thủy và những cái tội mà trước đây con không bao giờ con biết. Thì cảm ơn Chúa rằng là tôi cầu nguyện như vậy xong thì qua vài năm sau Chúa cho tôi biết rằng là tôi đã có dính vào trong những cái điều đó. Có những khi chúng ta không nhớ được, không nhớ được, nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện cắt đứt nó, bây giờ nó là cái gì chăng nữa, bói khoa hay là tà thuật đồng cốt hay là bùa ngải chăng nữa, trong danh Chúa Jesus Christ còn quỷ phá tất cả những cái sợi dây trói vô hình đó cho đời sống của con, cho công việc của con. Trong tuần vừa rồi thì tôi có cầu nguyện cho một em thanh niên nọ. Em trai này bây giờ đã 28 tuổi, có vợ, có con, nhưng mà hôn nhân không hạnh phúc. Hôn nhân đang lục đục. Và em này nghe bài giảng của tôi trên mạng thì nói với tôi rằng: mục sư ơi, em đã bị dính bùa từ năm 16 tuổi. Và tôi hỏi rằng là em bị dính bùa sao? Thì em này nói rằng là dạ, em là người tin Chúa từ bé, gia đình em tin Chúa từ bé, nhưng mà khi mà em lớn lên, năm 16 tuổi bắt đầu em yếu đuối và em lui đi, không đi nhóm thờ phượng Chúa nữa. Và trong quá trình yếu đuối thì em này đi vào trong cái buôn kia, thì gặp cái cô này. Cái cô này chỉ nhan sắc bình thường thôi chứ không có phải đẹp lắm. Nhưng mà khi mà gặp cái cô này thì cô này bỏ bùa trong đồ ăn thức uống. Bà này biết là mình bị bùa, nhưng mà anh này nghĩ rằng là mình có Chúa mà, mình sợ gì mấy cái này. Nhưng mà sau cái cuộc gặp đó thì quỷ nó đi theo cái anh chàng này. Và anh này nói: mục sư ơi, không có ngày nào mà em không thể quên được cái cô này hết. Em nói rằng là cái con nhỏ nó xấu lắm mà mày thích nó cái gì, nhưng mà em thì em thấy cái cô đó đẹp vô cùng luôn. Em phải gặp cái cô đó cho mà được, ngày nào cũng phải gặp hết. Mà gặp không phải là gặp cái giờ bình thường, gặp cái giờ 1-2 giờ sáng á. Tôi nói: chú ơi, cái này lạ ghê luôn á, giờ đó làm gì có quán cà phê đâu mở, còn cái chỗ nào đâu hẹn hò đâu. Vậy đó mà mười mấy năm bị trói buộc ở trong gì đó. Thì sau khi hướng dẫn cầu nguyện cho thì em này cảm thấy ổn hơn, và cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho cái người đó biết rằng là mình cần phải được giải quyết. Bởi vì nếu không có lời của Chúa thì người này cứ nghĩ rằng là ô, cái chuyện đó nó qua lâu rồi, mình bây giờ mình tin Chúa, chắc là đang đề hôn nhân này là do ma quỷ gây ra, nhưng mà không biết cách để giải quyết cái gốc rễ của nó. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ coi thường những cái dao kèo đó của ma quỷ. Ở trong Côlôse đoạn 2 câu 14, ở trong bản dịch Kinh Thánh năm 2010, lời của Chúa nói thế này: Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ở đây Kinh Thánh dùng cái từ đó là giấy nợ. Ở trong bản dịch truyền thống của chúng ta năm 1925 đó thì dùng cái từ đó là tờ khế. Tờ khế thì cái từ nó cổ quá, chúng ta khó hiểu. Nhưng mà trong cái bản dịch năm 2010 này thì dùng cái từ đó là giấy nợ. Có những cái giấy nợ nó nghịch lại với chúng ta, mà chúng ta cần phải cắt đứt nó. Nếu gia đình của chúng ta, ông bà, cha mẹ, tổ phụ trước đây đã từng có cúng thờ ma quỷ và họ đã cho phép linh đồng cốt, linh bói khoa nó áp chế trên dòng dõi con cháu hậu tự, mà trong đó có chúng ta đó, quý vị cũng cần phải cầu nguyện cắt đứt cái điều đó. Chẳng hạn chúng ta là con út ở trong gia đình, và bây giờ ông nội của mình làm thầy, mà ông nội của mình nói rằng là mày sau này mày sẽ nối nghiệp tao, mày sẽ tiếp tục làm thầy. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta tin Chúa, chúng ta quên bẵng đi cái giao ước đó, thì chúng ta cần phải cắt đứt nó. Trong danh Chúa Jesus Christ, còn cắt đứt cái giao kèo đó của ông nội con đối với những thế lực của ma quỷ ở trên cuộc đời của con, thì chúng ta sẽ được giải phóng. Còn không thì chúng ta sẽ cứ bị một cái thế lực nào đó vô hình nữa kéo chúng ta trở lại với cái sự thờ cúng cũ ở trong quá khứ. Cho nên đây là một trong những điều hết sức quan trọng, quý mài che, hết sức quan trọng. Chúng ta đừng bao giờ coi thường nó. Bởi vì giấy nợ mà, giấy nợ thì nó luôn luôn có hiệu lực, đúng không quý mài che? Ai mà nợ tới 1 tỷ quý vị sẽ biết, giang hồ nó không bao giờ nó buông tha mình một ngày nào đâu. Tại vì sao? Giấy nợ, giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy, nó muốn đòi chúng ta khi nào cũng được hết. Mà nợ càng nhiều thì càng nguy hiểm, đúng không ạ? Thậm chí là mình không ngủ được luôn, không ăn không ngủ được. Cho nên quý mài che mời chúng ta cần phải xóa bỏ tất cả những giấy nợ đó. Chúa ơi, ngày trước gia đình con kết ước với ma quỷ, bao nhiêu đời rồi, từ ông cố, ông sơ cho đến ông nội, rồi ba con ai cũng thờ hết. Bây giờ tới lượt con tin Chúa mà con không thờ nó là không được.
Quý vị ơi, phải cắt đứt cái giấy nợ đó. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, những cái giấy nợ này, những cái giao kèo này phải bị quý phá trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Ê-sai đoạn số 28 câu 18, lời của Chúa nói thế này: bây giờ ước các ngươi kết với sự chết sẽ phế đi, ước các ngươi giao cùng đêm phủ sẽ không đứng được. Cái từ ước ở đây đó là giao ước ở quý mài trang, giao kèo đó. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì những cái giao kèo kết với sự chết đó nó sẽ bị quỷ phá đi. Kết với âm phủ sẽ bị xô ngã. Và chúng ta cần phải thực hiện điều này ở trong đức tin nơi danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah. Sứ điệp này dành cho những anh chị em nào trước đây chúng ta đã từng đam mê những cái mê tín dị đoan, bói khoa, bói toán, quẻ tử vi, chiêm tinh, rồi những cái quái đế gì đó của ma quỷ. Nếu lời của Chúa nhắc cho quý vị nhớ ra buổi sáng này, chúng ta hãy nhân danh Chúa Jesus Christ cắt đứt nó. Và nếu trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay không có những điều này, thì tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài bảo vệ dòng dõi con cháu của chúng ta khỏi tất cả những hình thức mê tín dị đoan này. Bởi vì có thể trong thế hệ của chúng ta thành kính, chúng ta hết lòng trung tín để theo Chúa, chúng ta không đụng đến những cái điều này. Nhưng mà con cháu của chúng ta có thể là ma quỷ nó sẽ cám dỗ chúng. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho con cái của chúng ta để chúng nó sẽ vì sự kính sợ Chúa mà tránh xa khỏi những hình thức của mê tín và tà thuật này. Được không quý mài chị em? Dạ, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cầu nguyện. Những anh chị em nào chúng ta cần được cầu nguyện với trước mặt Chúa, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cầu nguyện giờ phút này. Rồi sau đó thì tôi sẽ cầu nguyện chúc phước cho quý vị. Nào, chúng ta hãy cùng nhau công bố trước mặt Đức Chúa Trời trong đức tin nơi Chúa Giêsu Christ rằng tôi sẽ là người được phước của Chúa. Tôi sẽ là người được giải phóng, được tự do ra khỏi những quá khứ cấm buộc của tà thuật và bói khoa. Tôi được tự do khỏi những linh của hầu đồng và đồng cốt. Những cái tà thuật đó không còn quyền ảnh hưởng trên tôi nữa. Và những linh của sự tối tăm đó nó phải rời xa khỏi hôn nhân của tôi, rời xa khỏi sức khỏe của tôi, rời xa khỏi gia đình của tôi, rời xa khỏi dòng dõi hậu từ con cháu của tôi. Hallelujah. Nào, chúng ta hãy cùng nhau công bố trong danh Đức Chúa Giêsu. Con là người đắc thắng. Bởi vì con thuộc về Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh ở trong con là đấng lớn hơn tất cả những quyền lực của ma quỷ. Xin Chúa tha thứ tất cả mọi tội lỗi và những giao kèo kết ước của con với ma quỷ, với những bói khoa, tà thuật, lên đồng, hầu đồng, gọi hồn, cầu cơ, trong danh Chúa Giêsu. Con cắt đứt mọi giao kèo của con đối với những hình thức ma quỷ này, trong danh Chúa Giêsu. Giao ước giữa con với âm phủ mà con đã từng lập với tà linh ma quỷ trước đây bị quỷ phá ngay giây phút này. Nó phải rơi xa khỏi con. Những tà linh ma quỷ phải rơi xa khỏi con trong danh Chúa Giêsu. Linh đồng cốt phải rơi xa khỏi ta, đi ra khỏi ta ngay giờ này, đi ra khỏi ta trong danh Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu, những linh tà thuật, bói khoa, bói quẻ, tử vi bị quỷ phá đi giờ phút này, phải cút ra khỏi đời sống của ta, cút ra khỏi gia đình của ta trong danh Chúa Giêsu. Con cắt đứt mọi giao ước giữa con với ma quỷ. Nó không có quyền trên con nữa, không có quyền ở trên các con cái của con, không có quyền ở trên hôn nhân của con. Con là người được phước. Chúa Giêsu đã chuộc con ra khỏi những sự rủa xả và con là người được tự do. Ma quỷ không có quyền trên con nữa. Con được chữa lành, con được bình an, con được phước ở trong danh của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu vì con thuộc về Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, con cột trói tất cả những cái quyền lực của ma quỷ, những tà linh, những ác linh đã ảnh hưởng ở trên con dân của Chúa. Nó phải rơi xa khỏi con dân của Chúa giờ phút này, phải đi ra khỏi họ trong danh của Chúa Giêsu Christ. Nó không có quyền ở trên họ nữa, Chúa ơi, bởi vì chúng con là những người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Ma quỷ không có quyền ở trên chúng con. Tất cả mọi giao kèo, mọi giấy nợ giữa chúng con với ma quỷ bây giờ đã được Chúa Giêsu Ngài thanh toán rồi. Chúa Giêsu Ngài đổ huyết của Ngài ra trên thập giá để trả nợ thay chúng con ở trong thuộc linh. Và bây giờ chúng con không còn phải nợ ma quỷ bất cứ một cái giao kèo nào.
không còn bị nợ ma quỷ bởi lời nói nào, không còn bị nợ ma quỷ bởi việc làm nào nữa Chúa ơi, bởi vì Chúa Giêsu đã trả giá thay chúng con rồi. Cảm ơn Chúa, huyết của Chúa Giêsu Christ là giá chuộc cho đời sống của chúng con. Chúng con không còn bị cai trị, không còn bị cấm buộc bởi ma quỷ nữa, và chúng nó không có quyền nữa cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài là đấng chiến thắng, và ma quỷ là kẻ bị thất bại, chúng nó phải rơi xa khỏi chúng con. Chúng nó không có cớ gì ở trên đời sống chúng con nữa cả. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ, Chúa đã tha tội chúng con, và ma quỷ không có quyền để kiện cáo, không có quyền để mà lên án chúng con được nữa trong danh của Chúa Giêsu Christ. Tất cả những ta lên án, định tội, kết tội con dân Chúa ngay giây phút này nó phải chấm dứt và rời xa khỏi dân sự của Chúa. Ta truyền lệnh cho linh báo khoa, mày phải rời xa khỏi dân sự của Chúa giờ phút này, đi ra khỏi họ trong danh của Chúa Giêsu Christ. Những linh của đồng cốt, linh hầu đồng, những linh gọi hồn, linh của sự chết, mày phải rời xa khỏi dân sự của Chúa giờ phút này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, con bày gãy tất cả những xiềng xích của Satan ở trên đời sống của dân sự của Chúa. Tất cả mọi xiềng xích đó phải bị tháo bỏ ra khỏi dân sự của Ngài. Họ được tự do, được chữa lành ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ngày hôm nay là ngày của sự cứu chuộc, ngày hôm nay là ngày của sự cứu rỗi. Chúa ơi, Ngài đang hiện diện tại đây. Xin Chúa Ngài tiếp tục thay, Ngài tiếp tục bày tỏ phép lạ của Ngài, bày tỏ quyền năng của Ngài ở trên dân sự của Chúa. Và con nói với Satan rằng, hỡi Satan, mày đã bị thất bại rồi, mày không có quyền ở trên dân sự của Chúa, mày không thể nào ở trong đời sống họ mãi được, mày phải rời xa khỏi họ, rời xa khỏi gia đình của họ, rời xa khỏi hôn nhân của họ, rời xa khỏi con cái của họ, trong danh của Chúa Giêsu. Xin huyết của Chúa Giêsu Christ bảo phủ từng người chúng con, để bảo vệ chúng con khỏi tất cả những quyền lực của bùa ngải, bùa chú, tà thuật, những cái sự gớm ghiếc ở trong bói khoa của đồng cốt. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con, gìn giữ con cái hậu từ của chúng con, dòng dõi của chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúa sẽ là đấng bảo vệ, Chúa sẽ là đấng dẫn dắt, Chúa sẽ là đấng ban ơn cho dòng dõi của chúng con. Xin đừng để cho bất cứ một đứa con nào, đừng để cho bất cứ một đứa cháu nào của chúng con, chúng nó phải sa ngã vào trong con đường này. Lạy Chúa, xin gìn giữ gia đình của chúng con, hôn nhân của chúng con, dòng dõi của chúng con sẽ là dòng dõi thánh của Chúa từ nay cho đến ngày mọi ngày trở lại. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.